Tóc bạc gội sẽ thành tóc đen, 10 phút gội đầu tóc đen ngay. Nhuộm tóc như gội đầu, tự mình gội đầu là có thể nhuộm tóc. Sau khi sử dụng gội là đen, gội đầu như nhuộm tóc. Xả nước tóc bạc thành tóc đen, nước xả tóc vẫn trong suốt, khăn lông vẫn trắng, chỉ có tóc là đen. Đây là dầu gội nhuộm tóc không ảnh hưởng đến sức khỏe và da. Đây là dầu gội nhuộm tóc thảo dược không xì, không độc hại. Gội là đen. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gội là đen, biến tóc bạc thành tóc đen chỉ trong 10 phút. Dầu gội sử dụng nguyên liệu thảo dược gội là đen, gội đầu là nhuộm tóc, gội xả chỉ trong 10 phút, không lem da đầu, không hư tóc. Đúng vậy, vàng thật không sợ lửa, sản phẩm tốt không sợ thử thách. Chúng ta hãy trải nghiệm hiệu quả kỳ diệu của dầu gội nhuộm tóc thảo dược gội là đen. Ý, tôi phát hiện dầu gội nhuộm tóc gội là đen và thuốc nhuộm truyền thống hoàn toàn khác nhau. Loại truyền thống chạm tới đâu lem tới đó, sặc mũi cay mắt rất khó chịu. Còn gội là đen của chúng tôi có mùi thơm rất dễ chịu. Đúng vậy, sản phẩm gội là đen này thật là tiện lợi. Sử dụng đơn giản như sử dụng dầu gội tại nhà vậy. Mọi người xem, mới được vài phút thôi, tóc đã đen hẳn rồi. Da đầu không rát như thuốc nhuộm thông thường ngoài thị trường. Hai bên mang tai, cổ áo hoàn toàn không có dấu vết đen. Đúng vậy, tóc đã đen rồi, nhưng nước xả tóc vẫn trong suốt. Chúng ta lấy khăn lau khô tóc. Nhìn xem, khăn vẫn trắng như mới vậy. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được nhận ưu đãi đặc biệt này. Dành riêng cho những khách hàng may mắn gọi đến sớm nhất trong thời gian quảng cáo sẽ được tặng thêm một chiếc quạt tích điện tiện lợi hiệu VNV. Kiểu dáng bắt mắt, thiết kế nhỏ gọn, dễ tháo lắp cất giữ, sức gió mạnh, không tiếng ồn, với 3 cấp độ làm mát thuận tiện, có thể mang theo sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhé. Sản phẩm quá tuyệt vời, tôi không bị đau đầu trong lần sử dụng đầu tiên. Nếu không phải bản thân tôi trải nghiệm chắc tôi không tin đâu. Tóc tôi vừa đen vừa mượt, da đầu và cổ không có chút dính bẩn, y như ở nhà sử dụng dầu gội vậy, thật là quá tiện lợi. Gội là đen là sản phẩm thảo dược xanh sạch. Đúng vậy, trước đây tôi sợ nhuộm tóc lắm. Thứ nhất, sợ dị ứng quá chất. Thứ hai, giá thành lại mắc. Sau khi sử dụng gội là đen vừa yên tâm vừa rẻ, không lo tóc bạc vì có sản phẩm gội là đen. Tóc bạc gội là đen, gội đầu tóc bạc thành tóc đen, có gội là có đen. Trước kia tôi phải nhờ người ta nhuộm giùm. Một người nhuộm tóc, hai người mệt. Còn bây giờ, tự mình gội rồi xả, nhẹ nhàng thoải mái, tóc bạc thành tóc đen. Tóc bị bạc trông rất già, nhuộm xong trẻ trung hơn, tự tin hơn, làm việc tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Gội là đen, nhuộm tóc 2 trong 1, cho mái tóc đen hơn, bóng hơn, khỏe mạnh hơn. Trẻ hơn 10 tuổi không còn là giấc mơ. Đúng vậy, gội là đen, dầu gội thảo dược xanh sạch, được chứng nhận bởi công nghệ kỹ thuật quốc gia, sản phẩm công nghệ cao. Đây là sản phẩm tuyệt vời, thay đổi cuộc sống của bạn. Gội là đen có 2 ưu thế lớn. 1. Gội đầu bằng nước bình thường, tóc bạc thành tóc đen, tự nhuộm tóc cho mình. Chỉ cần một thao nước sạch, tóc bạc thành tóc đen. Cho dù là tóc dài hay tóc ngắn, tất cả đều trở nên óng mượt, không lem da đầu, không bám bẩn, không làm tổn thương da đầu. Kể cả khi gội xong, nước xả tóc cũng trong suốt. 2. Nhuộm dưỡng 2 trong 1. Sản phẩm gội là đen được chiết xuất từ thảo dược như nhân sâm, trắc bách diệp, ngũ bội tử, giúp nuôi dưỡng da đầu, làm kích thích sự phát triển của nang tóc, phục hồi tóc từ gốc đến ngọn, cho tóc khỏe từ sâu bên trong. Sử dụng sản phẩm gội là đen lâu dài, mái tóc đen huyền óng mượt sẽ thuộc về bạn. Có một lần gia đình giới thiệu bạn gái cho tôi, vừa gặp mặt đã nói tôi gạt cô ấy, còn nói tôi bằng cỡ tuổi ba cô ấy. Trời đất ơi, tôi mới 30 tuổi thôi, cũng do tóc bạc gây ra rắc rối. Bây giờ đã có gội là đen, sau khi gội xong nước trong suốt, tôi không sợ nhuộm tóc nữa. Thời buổi hiện nay phải tin vào khoa học. Gội là đen là sản phẩm công nghệ cao. Bạn xem nè, nước xả tóc vẫn trong suốt. Trước kia đến tiệm để nhuộm tóc quá tốn kém, da đầu tôi bị tổn thương. Sau khi có gội là đen, gội tại nhà y như gội đầu vậy, tóc bạc gội thành tóc đen. Bạn nghĩ coi, tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Tiền nhuộm tóc một lần của trước kia bây giờ đủ để dùng 1 năm. Gội là đen, nước xả tóc vẫn trong suốt, khăn lông vẫn trắng tinh, khiến người dùng yên tâm. Tôi còn đặt 2 hộp cho cha mẹ nữa. Tóc bạc gội là đen, gội đầu tóc bạc thành tóc đen. Sau khi có sản phẩm gội là đen, tự mình gội đầu cũng có thể nhuộm tóc. Sử dụng gội là đen, nhuộm tóc như gội đầu, chỉ cần xả nước, tóc bạc sẽ thành đen. Nước xả tóc vẫn trong suốt, khăn lông vẫn trắng tinh, còn tóc thì màu đen. Đây là đen khỏe mạnh sau khi gội. Đây là dầu gội nhuộm tóc thảo dược không chì, không gây hại da. Gội là đen, dầu gội nhuộm tóc thảo dược. Gội là đen, khỏe mạnh, an toàn, xanh sạch. Gội nhuộm dưỡng 2 trong 1. Sản phẩm gội là đen được chiết xuất từ thảo dược như nhân sâm, trắc bách diệp, ngũ bội tử, giúp nuôi dưỡng da đầu, làm kích thích sự phát triển của nang tóc, phục hồi tóc từ gốc đến ngọn, cho tóc khỏe từ sâu bên trong. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được nhận ưu đãi đặc biệt này. Dành riêng cho những khách hàng may mắn gọi đến sớm nhất trong thời gian quảng cáo sẽ được tặng thêm một chiếc quạt tích điện tiện lợi hiệu VNV. Kiểu dáng bắt mắt, thiết kế nhỏ gọn, dễ tháo lắp cất giữ, sức gió mạnh, không tiếng ồn, với 3 cấp độ làm mát thuận tiện, có thể mang theo sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhé.